Ta-da, ngon CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cối Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá một bài phút góp nhật nha các bạn. Mình không biết bộ truyện này tên gì các bạn, tại mình thấy nó đẹp nên mình mua về thôi. Bạn nào biết bộ truyện này mà mình đang tiến hành khui siêu và review bạn nó tên gì, comment phía dưới cho mình biết nha các bạn. Giá của quyển này là 933 yên nha các bạn, chưa gồm phí vận chuyển này kia nha. Chúng ta được một cái UB, đây một cái UB bên Nhật nha, khá là xịn sò, cũng đẹp đó các bạn. Khổ to nha nhưng mà không được kháng bóng. Chúng ta được một bì rời, đây là bì rời nè, không được kháng bóng các bạn nhưng mà được chủ phàn ở cái tên của Artbook đấy, rất là đẹp nha các bạn, hình ảnh rất là đẹp luôn của nam chính và nữ chính nha các bạn. Đây chúng ta sẽ để cái phần bì rời sang một bên. Bây giờ chúng ta cùng khám phá bì keo bên trong. Bì keo bên trong là bì keo màu, bên trong chúng ta sẽ có rất là nhiều trang màu nha các bạn. Ở đây kiểu như một cái bó kẹt được tặng kèm theo nha các bạn, rất nhiều trang màu, những hình ảnh minh họa nha các bạn, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây hết sức tuyệt vời luôn nha các bạn. Và bạn nào biết tên quyển Ngạc Bút này tên gì thì comment phía dưới cho mình biết nha, tại mình không hay bộ chuyện này. Còn đây là một số phác thảo về nhân vật của tác giả nha các bạn, nhưng ảnh cũng khá là đẹp. Còn đây một số mẫu chuyện nhỏ, thì một số ghost được tặng kèm theo. Rồi mà các bạn cùng chiêm ngưỡng qua cái quyển Ngạc Bút này, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn những video lần sau.